Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay Phương Văn chia sẻ câu chuyện về Thúy Nga ở Mỹ. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã biết trên cộng đồng mạng đã rầm rộ chia sẻ về thực sự danh hài Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ đuổi ra nhà lúc nửa đêm. Thì mấy ngày hôm qua hầu như là câu chuyện này được lan tỏa trên cộng đồng mạng ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ. Thì hôm nay danh hài Thúy Nga đã lên tiếng chia sẻ vụ việc này như thế nào để cho tất cả cộng đồng mạng, bà con quan tâm câu chuyện này, hiểu rõ. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ Thúy Nga cũng chia sẻ về việc con gái của mình học ở Mỹ như thế nào, bị những người bạn Mỹ giật đồ, Thúy Nga phải chuyển trường và mua nhà mới. Và xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau đây. Những ngày qua thì vụ việc Thúy Nga bị cảnh sát bất ngờ ập vào nhà và yêu cầu rời nhà lúc nửa đêm, nhiều khán giả phải chú ý, không ít thông tin trái chiều cho rằng nghệ sĩ vi phạm luật định cư ở Mỹ. Thì Thúy Nga cũng vừa đăng tải trong cái video của mình tình trần về vụ việc này để cho khán giả biết rõ. Theo nghệ sĩ, những thông tin hiện nay trên mạng xã hội phần lớn là chưa đúng sự thật, câu chuyện bị thiêu dệt. Chỉ muốn được đính chính để tránh ảnh hưởng tên tuổi của mình cũng như là khán giả hiểu về sự việc này hơn. Theo lời kể của Thúy Nga thì cách đây gần nửa năm, chị định cư mua nhà tại tiểu bang California để cho con gái tiện sinh hoạt và học tập. Nữ nghệ sĩ chọn được một căn nhà ưng ý, nhưng khi liên hệ thì biết tin đã có người đặt cọc trước rồi. Sau này Thúy Nga vô tình gặp được người chuyên mua bán bất động sản và cũng là người đặt hàng căn nhà mà mình đã thích. Người này đã đồng ý chuyển nhượng lại bất động sản trên cho Thúy Nga và tư vấn cả hai bên đứng tên chung để dễ hoàn tất thủ tục, nhanh chóng lấy nhà. Thúy Nga chia sẻ, chính điều này khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nữ nghệ sĩ đã bỏ tiền ra đầu tư sửa chữa căn nhà theo ý của mình và sau đó định dọn về ở. Tuy nhiên do hồ sơ gặp trục trặc nên người đứng tên chung đề nghị Thúy Nga bán căn nhà để đi. Cả hai từ đó xảy ra những mâu thuẫn và hiện tại thì giữa hai người vẫn chưa giải quyết được vấn đề đó. Kính thưa quý vị khán giả, dù ở Mỹ hay là ở Việt Nam, bất cứ nơi nào chắc có lẽ là cái sự rắc rối khi mà đứng tên nhà cửa nhờ người khác đứng tên hoặc là đứng tên chung. Thì khi mà thuận tình thuận ý thì không có việc gì xảy ra, nhưng mà bất trắc đâu được 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều hơn nữa thì cái sự mà mâu thuẫn xảy ra thì cái điều đó không tránh khỏi và chính người trong cuộc họ sẽ gặp rắc rối về việc mà đứng tên chung, họ có thể mất trắng và cũng có thể là họ đòi tiền để họ nhượng lại tên. Mới đồng ý nhận lại tên đó quý vị khán giả. Thì điều đó là chắc có lẽ không tránh khỏi, ngoại trừ là ba mẹ ruột của mình. Còn anh em thực sự ra mà nói, khi chia sẻ vấn đề này cũng hết sức là nhạy cảm. Thôi thì của ai thì người đó đứng tên tốt hơn. Thì trên pháp luật cũng vậy, chúng ta thấy cái việc mà đứng tên chung hoặc là làm chung thì ít nhiều cũng xảy ra xích mích. Đến lúc nào đó thì tình bạn hay là tình thân của những người trong gia đình lại là không trọn vẹn nữa thì xảy ra những cái điều mà chúng ta không mong muốn. Thì theo chia sẻ của Thúy Nga là tình cờ đến thăm nhà mới thì phát hiện người này làm hợp đồng cho thuê nhà mà không báo cho nghệ sĩ Thúy Nga. Nữ nghệ sĩ tức giận nên xảy ra cái việc tranh luận cãi vã với những người đối phương. Người xung quanh thấy sự việc ồn ào nên đã gọi cảnh sát đến giải quyết. Kính thưa quý vị khán giả, ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy, khi mà trong gia đình mình xảy ra mâu thuẫn như vậy thì người hàng xóm người ta sẽ gọi cảnh sát hoặc là công an đến. Thực sự vụ việc này không phải là người hàng xóm, người bên cạnh người ta nhiều chuyện, mà cái điều đó là ảnh hưởng tới những người xung quanh lân cận và đồng thời cũng hạn chế cái việc xảy ra không đáng tiếc.
việc mà giữa hai bên cãi vã trong gia đình cũng như là những người ngoài tranh chấp mâu thuẫn gì đó làm cho ồn ào thì người xung quanh người ta có quyền ta gọi công an hoặc cảnh sát tới. Thì khi mà cảnh sát tới yêu cầu mọi người có mặt trong căn nhà ra ngoài chứ không phải là một mình Thúy Nga. Do khi đến nhà tôi không mang theo giấy tờ nên không thể chứng minh được đây là nhà của mình. Thì theo lời Thúy Nga chia sẻ là đến thăm nhà cho nên là không có mang những giấy tờ cần thiết. Thì khi đến đó thì quý vị khán giả cũng biết là ở nhà đó là một số người thuê. Thì ví dụ như là bây giờ Thúy Nga không mang giấy tờ đi đâu chứng minh được mình là chủ nhà đâu. Và cái người kia thì họ cũng đã làm cái hợp đồng cho những người kia thuê nhà rồi. Đó. Thì cái người những người trong gia đình cứ biết cái anh kia là chủ thôi chứ đâu có biết Thúy Nga là chủ. Và đồng thời ở đây là không ai có giấy tờ cho nên là cảnh sát giải quyết là công bằng. Mời tất cả mọi người trong căn nhà đó ra khỏi nhà vì ở đây là không ai chứng minh được là chủ nhà. Và họ sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn như vậy thì cảnh sát hạn chế cái việc mà xảy ra căng thẳng cho nên họ can thiệp vào vấn đề này. Và họ nói rõ rằng việc này liên quan đến pháp luật nên phải chờ giải quyết. Cho nên là họ mời Thúy Nga và tất cả những người trong nhà đó ra khỏi nhà. Khi nào chờ pháp luật giải quyết thì mới có thể là quay lại căn nhà đó. Theo nghệ sĩ khẳng định, đây là quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại Mỹ và không có chuyện chị bị trục xuất hay là vi phạm như một số thông tin đăng tải trên cộng đồng mạng như là trên các trang báo chí. Sau quá trình giải quyết thì Thúy Nga cho biết đã được cấp phép sở hữu căn nhà và có đầy đủ giấy tờ. Nữ nghệ sĩ tự nhận sự việc vừa qua là sai lầm lớn đối với cuộc đời mình. Chị xem đây là một bài học, đồng thời mong muốn là làm rõ để khép lại câu chuyện ồn ào. Tôi lên tiếng để mọi người hiểu rõ câu chuyện này, hiểu rằng tôi không phải là người lừa gạt. Đây là cái câu chuyện mà Thúy Nga rút kinh nghiệm trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị khán giả, trong cuộc đời chúng ta đâu mấy khi mà chúng ta làm chủ được căn nhà, đôi khi cả cuộc đời này cũng không thể mua được căn nhà đâu quý vị khán giả. Cho nên Thúy Nga chia sẻ rằng đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời. Khi mà mua nhà thì giữa hai người đứng tên chung, người khác người ta không đồng ý chuyển nhượng, hay là người ta tự động người ta cho người khác thuê căn nhà mà không báo lại cho Thúy Nga. Thì điều này dĩ nhiên là phát sinh mâu thuẫn giữa hai người. Tới ngày hôm nay thì việc này phải ra pháp luật. Chúng ta hãy chờ đợi xem nghệ sĩ Thúy Nga có lấy được trọn vẹn căn nhà hay không, hay là tranh chấp giữa cái người kia họ chứng minh được họ cũng đứng tên chung căn nhà. Thì đây là câu chuyện mà chúng ta thấy cái điều này, chúng ta hãy chờ đợi thêm thời gian nữa có sự việc xảy ra như thế nào. Liệu Thúy Nga có là chủ sở hữu căn nhà hay là người khác chủ sở hữu căn nhà, hay là đã đồng thuận chia nhau, thì cái điều đó là chúng ta cũng chưa biết được. Và cộng đồng mạng sẽ tiếp tục theo dõi cái câu chuyện này hay là khép lại chờ những thông tin mới từ Thúy Nga. Kính thưa quý vị khán giả, khi mà Thúy Nga định cư ở Mỹ cùng với đứa con gái của mình sinh ra đó quý vị khán giả, thì trong thời gian gần đây là bạn của con gái mình ở Mỹ đó cũng bị những người Mỹ bạn chơi với nhau giật đồ. Thúy Nga phải là chuyển trường mua nhà mới. Thì được biết Thúy Nga cũng chia sẻ trước đây với câu chuyện này về việc con gái của mình. Chị ấy chia sẻ như sau: tôi có một đứa con gái tên là Nguyệt Cát. Từ bé đến lớn đều do bàn tay tôi lo lắng chăm sóc, mẹ nào mà chẳng thương con. Khi còn ở Việt Nam, tôi cho con đi học trường tư, trường quốc tế. Khi sang Mỹ thì học trường đạo, vì nghe nói giáo dục ở trẻ con ở bên Mỹ thì trường ở đạo thì rất là tốt. Gần đây tôi chuyển cho con học sang trường công tại Mỹ để tăng tính phấn đấu nỗ lực. Học trường tư, môi trường hiền hòa lắm. Một lớp có vài học sinh, không đấu đá, không ganh đua nên con tôi trở nên thụ động. Nhưng sau một thời gian học trường công, con gái tôi về kể bị bạn cùng lớp là người Mexico giật đồ, lấy đồ ăn, đồ dùng, nước uống rồi không chịu trả, nói cô giáo cũng vô ích. Thúy Nga chia sẻ thêm, trong lớp học của con gái tôi lại trường công chỉ có vài học sinh người Việt và người Mỹ trắng, còn lại toàn là người Mexico, lại là con trai. Tôi là mẹ nên khá lo lắng,
Nghe con gái kể xong, tôi phải vội vã đi tìm một cái trường khác. Khổ nổi, các ngôi trường khác lại xa nhà tôi ở. Nếu con gái tôi đi học, kiểu gì cũng bị chậm, khoảng 5 đến 10 phút. Tôi là nghệ sĩ mà cứ chậm như thế thì cũng hơi kỳ. Mẹ tôi thấy thế mới bảo tôi cứ chuyển trường tốt cho con gái rồi mua một căn nhà khác gần trường để tiện đi học. Mẹ tôi còn nói nếu tôi chưa có tiền thì mẹ sẽ bán nhà hoặc là bán đất bớt ở Việt Nam rồi chuyển sang tiền bên Mỹ cho tôi để mua nhà mới. Thật tình mà nói, trước giờ tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn và luôn tính hướng về Việt Nam hoạt động nên không tính nghĩ là chuyện ở Mỹ lâu dài, vì thế là chưa mua nhà mới. Nhưng khi mẹ nói thế thì tôi bắt đầu tìm và nhen nhóm ý định mua nhà định cư ở Mỹ. Mẹ tôi là bác sĩ, có học thức nên suy nghĩ điều gì cũng kỹ càng và nhìn rất xa. Hồi xưa khi tôi vừa đỗ đại học, thi đỗ và nhập học trường sân khấu, mẹ tôi đã mua ngay cho tôi một căn nhà ở Sài Gòn để học, dù không hề thích nghề của tôi chọn. Tất nhiên mẹ tôi chỉ mua một phần mà thôi, tôi vẫn phải đi làm bươn chải để trả nốt số tiền còn lại. Giờ đến đời con gái tôi, mẹ tôi tiếp tục muốn hùn tiền để làm vốn mua nhà mới cho Nguyệt Cát ở. Ước mơ của mẹ tôi là cho con cháu qua Mỹ đi học hết, nên cần có nhà bên này. Tôi đi coi nhà đúng thời điểm vừa rồi, nhà bên Mỹ đang rất hot, người dân đổ xô đi mua nhà do chính phủ khuyến khích giảm thuế. Điều này gây khó khăn cho tôi trong việc tìm mua nhà. Tôi không có thời gian đi coi nhà nhiều, nhưng có một người chị có kinh doanh buôn bán về bất động sản nên tôi biết tôi muốn mua nhà và họ giới thiệu cho tôi một căn. Căn này chính là căn gây ồn ào trên mạng xã hội vừa qua. Trong video tôi bị cảnh sát trục xuất ra khỏi nhà đó mọi người ơi. Và chính người giới thiệu chỉ nói căn nhà này là của một người em chị ấy, giờ chuyển sang tiểu bang khác sống để lại cho tôi. Tôi đến xem và rất thích, gần trường học của con gái tôi cho nên tôi đồng ý mua. Kính thưa quý vị khán giả, thì sự việc ngày hôm nay Thúy Nga cũng đã lên tiếng và chia sẻ người trong cuộc. Khi mà căn nhà của mình mua tới ngày hôm nay thì cũng hoàn toàn chưa sang tên lại Thúy Nga và cũng chưa thực sự là một mình Thúy Nga đứng chủ quyền. Cho tới ngày hôm nay, cái việc mà chuyển trường cho con gái rồi chia sẻ cuộc sống đời thường của hai mẹ con Thúy Nga bên Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, nếu ai xem qua những cái câu chuyện của Thúy Nga thì mong rằng mọi người hãy ủng hộ cô ấy để cho cô ấy có một cái tinh thần, có động lực để tiếp bước với cuộc sống xa lạ bên Mỹ cùng với đứa con gái nhỏ của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện. Xin chúc tất cả quý vị khán giả một buổi tối bình yên, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.